Chuyện vong linh cửa kiền. Trong dân gian Việt Nam có truyền lại một giai thoại về vong hồn ba mẹ con vô cùng linh thiêng. Xưa có một bà phu nhân họ Triệu là công chúa của nước Nam Tống. Bà còn có hai người con gái rất xinh đẹp. Đời vua Trần Nhân Tông, quân Tống thua to, ba mẹ con phu nhân họ Triệu ôm một ván thuyền trôi dạt đến bờ biển chùa Kiền Thiên Phật. Sư thương xót đem về nuôi, độ hơn một tháng cơ thể lành lặn, lộ ra dung nhan đẹp đẽ, bèn cưỡng ép phu nhân. Bà nhất quyết cự tuyệt, khiến sư quê quá nên nhảy xuống biển. Phu nhân cùng con đứng bên bờ mà nói: "Ta vì giữ tiết tháo nên sư tỏi vì ta, vậy ta cũng chẳng nên sống làm gì", rồi lao mình xuống. Hai người con cũng nhảy theo. Thi thể ba người trôi dạt và tấp vào cửa Kiền Hải Môn thuộc phủ Diễn Châu nước ta. Lạ thay, dù trải qua nhiều ngày mà trong mặt mày trắng hồng như còn sống, ai cũng thất kinh, cho là thần linh. Từ đó thuyền bè qua lại nơi đây, hễ gặp sóng gió nguy cấp mà thành tâm cầu khẩn thì lại bình yên.